Tam tàng mênh mông không cùng tận, hạo hạo tam tàng bất khả cùng. Hạo hạo có nghĩa là rộng lớn mênh mông, tam tàng là chỉ cho thức thứ 8, tức là A Lại Gia thức hay còn gọi là tàng thức, thức chứa. Vì sao gọi là tam tàng? Tam tàng ngụ ý rằng các chủng tử của ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai đều được tàng trữ, giữ lại trong thức thứ 8 này. Các chủng tử ấy, niệm tâm của chúng ta ví như những đợt sóng trên biển cả vậy, vô cùng vô tận, nên nói là bất khả cùng. Vực sâu bảy sóng đùa trước gió, uyên thâm thất lãng cảnh tiền phong. Bảy sóng thất lãng là chỉ cho thức thứ 7. Thức thứ 7 được gọi là truyền tống thức, vì thức này có chức năng chuyển đạt ý tứ của 6 thức trước tới cho thức thứ 8, cảnh trước gió, cảnh tiền phong, tức là giống như ngọn gió từ phía trước thổi tới. Giữ gìn chủng tử căn thân khí, thọ huân chỉ chủng căn thân khí. Do vì thức thứ 8 nhận sự truyền tống, chuyển giao ý tứ từ thức thứ 7 nên gọi là giữ thọ huân, gìn chủng tử, chỉ chủng. Có nghĩa là gìn giữ các chủng tử ở bên trong. Căn thân khí tức là căn thân khí giới đều ở trong các chủng tử đó. Thức thứ 8 có công năng duy trì chủng tử của tất cả các pháp, thân căn, thế giới. Đến trước đi sau làm ông chủ, khứ hậu lai tiên tác chủ ông. Con người khi sinh ra thì thức thứ 8 đến trước nhất, và lúc chết thì thức thứ 8 là thức đi sau cùng. Quý vị khởi vọng tưởng muốn làm điều gì thì đều do thức thứ 8 làm chủ tài ủng hộ trợ giúp. Cho nên nói thức này là đến trước đi sau làm ông chủ. Trong phần kinh văn này, bổn thức là chỉ cho thức thứ 8. Khi vừa mới chết, tùy các thức đã phân tán và đã rời khỏi xác thân rồi, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thể thức, thân thức, ý thức đều không còn, song thức thứ 8 thì vẫn còn nán lại chưa đi hẳn. Ngay lúc này, nếu quý vị vì người chết mà tụng kinh niệm Phật hoặc làm việc công đức thì phải lớn tiếng tụng niệm và kể ra để cho thức thứ 8 của người ấy nghe biết. Đó gọi là nơi bổn thức nghe biết, văn tạ bổn thức vậy. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói tiếp: các chúng sinh đó cứ theo nghiệp ác đã gây tạo mà suy lường quả báo chiêu cảm, tất phải đọa vào ác đạo. Nếu căn cứ theo nghiệp ác đã tạo tác lúc còn sống mà suy xét, thì những chúng sanh đó đáng lẽ phải chịu quả báo đọa lạc trong ba đường ác. Song nhờ quyến thuộc vì kẻ lâm chung mà tu nhân thánh này gieo trồng nhân duyên thánh đạo, chăm làm các thiện sự, cho nên các tội đó thể đều tiêu sạch, chẳng còn thừa sót. Như sau khi người ấy đã chết, nếu lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, giả sử nội trong 49 ngày sau khi chết, nếu thân quyến lại có thể vì người mới qua đời mà làm nhiều thiện sự, thì có thể làm cho người chết đó vĩnh viễn xa lìa trốn ác đạo, thoát khỏi cái khổ trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, và được sanh vào cõi trời hoặc cõi người, hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Trong vòng 49 ngày bảy thất sau khi chết, thì tại địa ngục vẫn còn đang thẩm xét, chưa quyết định tội trạng của người mới qua đời. Cho nên trong suốt kỳ hạn đó, nếu thân nhân có thể làm nhiều việc thiện để hồi hướng cho, thì người ấy sẽ được rất nhiều lợi ích. Quyến thuộc hiện tại cũng được vô lượng lợi ích. Nếu thân nhân quyến thuộc có thể vì kẻ lâm chung mà niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, danh hiệu của bậc A-la-hán hoặc Bích Chi Phật, hoặc tụng đọc các kinh điển, thì không những người ấy được hưởng sự an vui đặc biệt vô cùng vi diệu, mà đồng thời các quyến thuộc còn sống cũng được vô lượng vô biên sự lợi ích. Kinh văn: vì lẽ đó nên nay con đối trước Đức Phật Thế Tôn cùng Thiên Long Bát Bộ, nhân và phi nhân vân vân, mà khuyên bảo các chúng sanh trong cõi Diêm Phủ Đề vào ngày lâm chung cần phải cẩn thận, chớ giết hại và chớ gây tạo ác duyên, cũng đừng bái tế quỷ thần cầu xin vọng lượng. Vì sao thế? Vì việc sát hại cho đến tế bái đó không có mảy may năng lực lợi ích cho người mất, mà chỉ kết thêm tội duyên làm cho thâm trọng hơn thôi. Giả sử người chết đó trong đời vị lai hoặc hiện tại sanh đắc được phần thánh quả, sẽ sanh vào cõi trời, cõi người. Nhưng vì lúc lâm chung bị hàng quyến thuộc gây tạo ác nhân, làm cho người chết cũng mắc lấy ương lụy, phải đối biện chậm sanh vào chốn tốt lành. Cũng chỉ là người sắp chết, lúc sống chưa từng có chút thiện căn, phải y theo bổn nghiệp mà tự đọa ác đạo. Hàng quyến thuộc nỡ nào làm tăng nghiệp tội của người ấy. Ví như có người từ xứ xa đến, tuyệt lương thực đã 3 ngày, lại vác theo đồ vật nặng hơn 100 cân, bỗng gặp kẻ lân cận gửi ít món đồ nữa, vì thế mà càng khốn đốn nặng nề thêm. Lược giảng:
Địa Tạng Vương Bồ Tát lại bạch tiếp: vì lẽ đó nên nay con đối trước Đức Phật Thế Tôn cùng Thiên Long Bát Bộ, Trời Rồng Dạ Xoa, Cà Thát Bà Atula, Ca Lô La Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân và Phi Nhân, vân vân, mà khuyên bảo các chúng sanh trong cõi Diêm Phủ Đề vào ngày lâm chung cần phải cẩn thận, chớ giết hại và chớ gây tạo ác duyên, đừng gây ra những nghiệp duyên chẳng lành, cũng đừng bái tế quỷ thần cầu xin vọng lượng, cũng không nên tế lễ cầu xin nơi những quỷ thần ngoại đạo cùng tất cả sơn yêu thủy quái vọng lượng là thuộc loài sơn tình thủy quái. Giảng đến đây tôi nhớ có một bài kệ nói rằng: có người mê muội chẳng an khang, hứa giết heo dê tế quỷ thần, oan nghiệp sát sanh bao đời trước, khác nào trên tuyết phủ thêm xương, chớ tưởng heo dê thú vật mãi, hình dung biến đổi đã muôn lần, luân hồi xoay chuyển vay rồi trả, đất trời lồng lộng trốn được đâu. Hữu đẳng mê nhân bất an khang, đối thần kỳ hứa tái trư dương, sát sanh oan nghiệp tiền sanh sự, như hà tuyết thượng hiệu gia xương. Hưu vật nhận định thị chi dương, cải đầu hoán diện kỷ thiên trường, như xa luân chuyển tương hoàn báo, vân hải đằng không vô xứ tàng. Có người mê muội chẳng an khang, hữu đẳng mê nhân bất an khang. Ở đây chẳng an khang tức là bất ổn, không ổn thỏa, làm không được tốt. Hứa giết heo dê tế quỷ thần, đối thần kỳ hứa tái trư dương. Ở Trung Hoa có một phong tục sai lầm mà chúng ta không hề thấy xảy ra ở các nước phương Tây. Người Trung Hoa thường gọi việc tang ma cho người chết là bạch sự, việc trắng, còn việc kết hôn là hồng sự, việc đỏ. Bạch sự tức là tang sự, là chuyện buồn, hồng sự thì là hỷ sự, là chuyện vui. Bất luận là trong nhà gặp phải tang sự hay hỷ sự, người ta đều giết heo, giết dê để cúng tế quỷ thần, hoặc muốn cầu xin thần linh việc gì đó, họ cũng đem gà, đem vịt để tế lễ. Quý vị chưa thấy cảnh người ta đem gà đến các nơi như miếu thành hoàng để cúng tế sao? Hạng người này chính là mê muội chẳng an khang, do mê tín chẳng hiểu quy củ phép tắc nên không thấy an khang, và vì thế mà làm việc gì cũng không thỏa đáng, không hợp lý cả. Vậy những kẻ ngu muội mê tín đó đến trước tượng của thần linh mà vái van cầu khẩn: xin ngài phù hộ cho cha hoặc mẹ hoặc anh hoặc em của con sau khi chết không bị đọa địa ngục. Được vậy thì vài hôm nữa con sẽ giết heo, giết dê và đem đến cúng tế cho ngài để ngài thọ dụng. Họ đem heo, đem dê tới để đánh bạc với quỷ thần. Oan nghiệp sát sanh bao đời trước, sát sanh oan nghiệp tiền sanh sự. Sát sanh là một thứ nghiệp oán thù. Đời trước quý vị đã có sát sanh, đã từng gây tạo oan nghiệp. Nay trong đời hiện tại nếu quý vị lại tiếp tục sát sanh nữa thì thế nào? Thì chẳng khác nào trên tuyết lại phủ thêm một lớp xương nữa vậy. Khác nào trên tuyết phủ thêm xương, như hà tuyết thượng hiệu ra xương. Có tuyết xuống thì trời đã rét lạnh rồi, thế mà bây giờ lại thêm một lớp xương nữa thì thời tiết lại càng băng giá, rét lạnh thêm nhiều. Tương tự như thế, đời trước quý vị đã từng gây oan nghiệp rồi, nay lại tiếp tục tạo tội thì oan nghiệp lại càng chồng chất thêm vậy. Chớ tưởng heo dê thú vật mãi, hưu vật nhận định thị trư dương. Quý vị chớ nên cố chấp khăng khăng cho rằng loài vật muôn kiếp vẫn là loài vật. Đừng tưởng rằng heo mãi mãi là heo và dê mãi mãi vẫn là dê. Hình dung biến đổi đã muôn lần, cải đầu hóa diện kỷ thiên trường. Con người có thể đầu thai làm heo, và heo cũng có thể thác sanh làm người. Quý vị có nhận thấy không, dân tộc nào thích ăn thịt heo thì dân tộc đó đều có vẻ hao hao giống heo. Quốc gia nào thích ăn thịt bò thì dân chúng trong quốc gia đó đều có cặp mắt tựa tựa như mắt bò. Có nơi thì dân chúng đều không thích thịt heo hay thịt dê, mà chỉ thích ăn ếch nhái, nên toàn quốc ai nấy đều có cặp mắt tương tự như mắt ếch vậy. Nói tóm lại, người dân của một nước mà thích ăn thịt của loài động vật nào, thì dân chúng trong nước đều có những nét đặc trưng giống loài động vật đó, cho nên mỗi quốc gia đều có một chủng loại riêng biệt. Luân hồi xoay chuyển vay rồi trả, như xa luân chuyển tương hoàn báo. Chúng ta vẫn như cái bánh xe cứ tiếp tục lan chuyển tuần hoàn vay trả. Trong kinh Lăng Nghiêm có chép rằng dương phục vi nhân, có nghĩa là dê lại làm người. Dê có thể làm người, thế thì heo không thể làm người sao? Chẳng những heo dê có thể làm người mà bất cứ sinh vật nào cũng đều có thể làm người được cả. Đó chẳng qua chỉ là một sự đổi xác mà thôi. Một khi đã thay đổi thể xác rồi thì quý vị sẽ không thể nhận ra được nữa.
Linh tánh từ thân người có thể dọn sang thân heo, và linh tánh từ thân heo cũng có thể dọn sang thân người. Người và vật đều có thể hỗ tương dọn nhà như thế. Hiện tại chúng ta được làm người thì có thể ví như chúng ta đang ở nơi nhà cao cửa rộng, và đến khi chúng ta chạy vào con đường làm heo làm dê thì chẳng khác nào đang từ nhà cao cửa rộng mà dọn sang nhà tranh vắt đất hoặc một nơi tồi tàn đục sục nhất để ở vậy. Cho nên nói như xa luân chuyển tương hoàn báo, đất trời lồng lộng trốn được đâu, vân hải đằng không vô xứ tàng. Kẻ không hiểu rõ thì cho rằng chúng sanh là mỗi loài mỗi khác. Còn người đã đắc túc mạng thông thì biết rằng giữa con người và các loài chúng sanh có một mối quan hệ liên đới trong âm thầm lặng lẽ. Và cho dù ở những nơi mà con người không nhìn thấy được, như ngoài biển cả hoặc trong hư không, chẳng ai trốn thoát được nhân quả, mà cũng chẳng có chỗ nào để ẩn thân hầu trốn tránh nhân quả được cả. Luật nhân quả vĩnh viễn tồn tại trong khắp cõi hư không thái không. Bởi gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Cho nên nếu sát sanh thì phải chịu sự báo ứng của sát sanh. Quý vị gây tạo bất cứ nghiệp gì thì nghiệp đó đều tồn tại và chịu cả sự báo ứng. Vì vậy không nên cầu xin nơi loài vọng lượng hoặc yêu tinh quỷ thần. Bấy giờ Địa Tạng Vương Bồ Tát nói tiếp: vì sao thế? Vì việc sát sanh cho đến tế bái đó không có mảy may năng lực lợi ích cho người mất. Việc hàng quyến thuộc của người giết chết heo, giết dê để cúng tế các ác quỷ tà thần chẳng mang lại chút năng lực nào có thể trợ giúp hoặc làm lợi ích cho người ấy cả, mà chỉ kết thêm tội duyên, làm cho thâm trọng hơn thôi. Việc sát sanh và tế lễ đó chỉ khiến cho tội chướng của người chết càng sâu nặng thêm mà thôi. Giả sử người chết đó trong đời vị lai hoặc hiện tại sanh đắc được phần thánh quả, sẽ sanh vào cõi trời cõi người. Người ấy đã từng làm những việc công đức nên được phước báo, đáng được sanh vào cõi người hoặc cõi trời. Nhưng vì lúc lâm chung bị hàng quyến thuộc gây tạo ác nhân, gieo trồng ác nghiệp, mà làm cho người chết cũng mắc lấy ương lụy phải đối biện. Ương lụy tức là liên lụy ảnh hưởng, làm cho kết quả trở thành không tốt đẹp. Ở đây đối biện tức là đối chất biện luận với Diêm La Vương. Ví dụ Diêm La Vương có thể phán bảo: hiện nay người nhà của ông đã vì ông mà giết rất nhiều heo để cúng tế quỷ thần rồi đấy. Bây giờ người chết kia hẳn sẽ tự bảo chữa: việc đó không liên quan gì tới tôi cả, tôi nào có bảo họ giết heo giết bò gì đâu, đó là họ tự ý làm, tôi làm sao ngăn cản họ được. Đáng tiếc là ở địa ngục không có luật sư biện hộ, thành ra tự mình bào chữa cho mình vậy. Chậm sanh vào chốn tốt lành, lẽ ra người ấy đáng được sanh lên cõi trời sớm hơn, nhưng vì còn phải mất thì giờ để biện luận nên việc vãng sanh bị chậm trễ rất nhiều. Huống chi là người chết lúc sống chưa từng có chút thiện căn, phải y theo bổn nghiệp mà tự đọa ác đạo, hàng quyến thuộc nỡ nào làm tăng nghiệp tội của người ấy. Trong trường hợp kẻ lâm chung trước kia chưa từng tạo được chút phước lành nào cả, thì căn cứ theo ác nghiệp đã gây ra, kẻ ấy phải đọa vào đường ác. Thế thì những bà con thân thích sao còn nhẫn tâm làm cho nghiệp tội của người đó nặng nề thêm. Cho nên quý vị đừng vì người chết mà sát sanh hoặc làm những việc tàn ác, mà hãy ăn chay, niệm Phật, tụng kinh hồi hướng cho họ. Ở đây có một tỷ dụ. Tỷ dụ như thế nào? Ví như có người từ xứ xa đến tuyệt lương thực đã 3 ngày. Đã 3 hôm rồi người ấy chưa được ăn uống gì cả, thế mà lại vác theo đồ vật nặng hơn 100 cân. Đã vậy người đó bỗng gặp kẻ lân cận gửi ít món đồ nữa, vì thế mà càng khốn đốn nặng nề thêm. Tỷ dụ này ngụ ý người đó vốn đã có tội rồi, lẽ ra hàng quyến thuộc nên vì người đó mà làm việc phước thiện hầu giảm bớt nghiệp tội. Thế nhưng họ chẳng những không làm việc phước lành, mà còn nhân danh người đó để giết hại chúng sanh nữa. Trong tỷ dụ trên, người từ xứ xa đến nọ vốn đã 3 ngày trời không ăn không uống, trên lưng lại phải vác đồ rất nặng, cho nên đã kiệt sức, đi không muốn nổi rồi. Thế mà hàng xóm lân cận lại còn gửi thêm vài món đồ nữa, vì vậy càng nặng và vất vả hơn trước nhiều. Điều này biểu thị cho việc người đó vốn đáng tội phải đọa địa ngục rồi, quý vị lại còn vì người đó mà sát sanh hại vật, gây thêm tội lỗi nữa, cho nên thời gian người đó phải ở trong địa ngục càng lâu dài hơn. Vì thế mà nói là càng khốn đốn nặng nề thêm.
Trong tỷ dụ trên, đồ vật nặng là dụ cho ngũ uẩn, nặng hơn 100 cân là dụ cho thập ác, kẻ lân cận là chỉ cho gia quyến của người chết, gờ ít món đồ nữa là chỉ cho việc quyến thuộc vì người chết mà giết hại heo dê, làm cho nghiệp tội của người đó càng thâm trọng thêm. Kinh văn: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh cõi Diêm Phủ đẻ ở trong giáo pháp của chư Phật, nếu có thể làm thiện sự chẳng chừng bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một mảy bụi, thì tất cả đều tự mình được sự lợi ích. Nói lời như thế xong, trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Ông trưởng giả này từ lâu đã chứng vô sanh, hiện thân trưởng giả đẻ hóa độ thập phương. Lược giảng, Địa Tạng Vương Bồ Tát bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, còn xem xét chúng sanh cõi Diêm Phủ đẻ ở trong giáo pháp của chư Phật, nếu có thể làm thiện sự chừng bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một mảy bụi, thì tất cả đều tự mình được sự lợi ích. Chỉ cần họ có thể ở trong Phật giáo, thì việc thiện họ làm được dù lớn dù nhỏ, đều tạo được công đức, và hết thảy công đức đó đều là của họ, hoàn toàn thuộc về họ. Khi Địa Tạng Vương Bồ Tát nói lời như thế xong, trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Vị trưởng giả giàu có này có đầy đủ 4 loại vô ngại biện tài: tứ vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện, pháp vô ngại biện, từ vô ngại biện, nhạc thuyết vô ngại biện. Ông trưởng giả này từ lâu đã chứng vô sanh. Từ thuở lâu xa về trước, trưởng giả Đại Biện đã chứng đắc vô sanh pháp nhẫn và đạt đến quả vị niết bàn. Nay ông hiện thân trưởng giả để hóa độ thập phương. Vì muốn giáo hóa độ thất tất cả chúng sanh trong khắp 10 phương, nên ông hiện thân làm một vị đại phú trưởng giả. Kinh văn: Chắp tay cung kính hỏi Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, trong cõi Nam Diêm Phủ đẻ có chúng sanh nào sau khi mạng chung mà hàng quyến thuộc kẻ lớn người nhỏ đều vì người chết đó mà tu công đức cho đến thiết trai tạo những thiện nhân, thì người chết đó có được lợi ích lớn và được giải thoát chăng? Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Này ông trưởng giả, nay tôi vì tất cả chúng sanh trong hiện tại cùng vị lai, nương ngoài lực của Đức Phật mà được nói về việc đó. Này ông trưởng giả, những chúng sanh ở hiện tại hay vị lai, lúc sắp mạng chung mà nghe được danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, danh hiệu của một vị Bích Chi Phật, thì bất luận là có tội hay không tội, thảy đều được giải thoát cả. Lược giảng, ông trưởng giả Đại Biện bấy giờ chắp tay cung kính hỏi Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, trong cõi Nam Diêm Phủ đẻ có chúng sanh nào sau khi mạng chung mà hàng quyến thuộc kẻ lớn người nhỏ đều vì người chết đó mà tu công đức cho đến thiết trai làm cơm chay để cúng dường tam bảo, tạo những thiện nhân, gieo trồng những chủng tử lành, thì người chết đó có được lợi ích lớn và được giải thoát chăng? Chẳng hay người chết đó có thể đạt được sự lợi ích to lớn hoặc có thể thoát khỏi mọi nghiệp tội hay không? Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Này ông trưởng giả, nay tôi vì tất cả chúng sanh trong hiện tại cùng vị lai, đừng ngoài lực của Đức Phật mà lược nói về việc đó. Tôi sẽ mượn đại oai thần lực của Phật mà nói sơ lược đôi điều về việc đó. Quý vị xem, Bồ Tát Địa Tạng không nói là dùng sức oai thần của chính mình, mà lại nói là đương vào đại oai thần lực của Phật. Đó là vì sao? Đó là biểu thị lòng tôn kính của Ngài đối với Đức Phật, và cũng chính vì thế mà lúc nào Ngài cũng nhắc đến Phật trước tiên. Bồ Tát Địa Tạng nói tiếp: Này ông trưởng giả, những chúng sanh nào ở hiện tại hay vị lai, lúc sắp mạng chung mà nghe được danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, danh hiệu của một vị Bích Chi Phật hoặc Duyên Giác, thì bất luận là có tội hay không tội, thảy đều được giải thoát cả. Tại sao lúc sắp mạng chung mà nghe được một danh hiệu của Phật Bồ Tát hoặc Bích Chi Phật thì bao nhiêu tội chướng đều có thể tiêu trừ? Lúc sắp mạng chung tức là lúc mà mạng căn của con người sắp sửa đứt dứt, đoạn dứt. Mạng căn vốn do 3 yếu tố là noãn, hơi ấm, tức hơi thở và thức sự hiểu biết hợp lại mà thành. Con người chết tức là mạng căn đứt đoạn. Mạng căn khi đoạn thì đầu tiên là cơ thể mất dần hơi ấm, noãn khí, kế đến là không còn hô hấp nữa, tức, và sau đó là đến người thần thức ra đi. 3 thứ noãn, tức, thức đều đoạn hết.
tức là mạng chung, mạng căn đã dứt, không còn nữa. Có câu, chim sắp chết thì tiếng kêu bi thảm, người sắp chết thì lời nói thiện lành. Điều chi tương tử, kỳ điều giá ai, nhân chi tương vong, kỳ ngôn giá thiện. Con người khi sắp chết thì thiền lương trỗi dậy, lương tâm có thể nhận ra được những gì mình đã làm trong suốt một đời này là đúng hoặc là không đúng, đó là một sự phản tỉnh. Lúc bấy giờ kẻ lâm chung chân chánh nhìn nhận những việc làm không đúng của mình, do đó mà sanh lòng ăn năn sám hối. Một khi đã khởi tâm sám hối rồi, thì cho dù chỉ nghe thấy danh hiệu của một Đức Phật, một tôn Bồ Tát hoặc một tôn Bích Chi Phật, cũng đều có thể diệt trừ được vô lượng tội chướng, gieo trồng vô lượng thiện căn. Vì thế, lúc sắp mạng chung là một thời điểm tối quan trọng